Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Xếp hàng từ 6 giờ sáng thì mới có cái vị trí như thế này. À vì mọi người ra xếp thì mình ra xếp thôi. Thế là sáng nay thì bên cửa A là mọi người xếp trước. Thì cô sang bên này, tôi sang bên này để tôi xếp. Thì sau đó thì bên công an phường người ta cũng xuống người ta dẹp. Vì là kiểu mọi người xếp xếp ghế đấy. Thế nhưng mà mình vẫn phải ở lại. Vì là hâm mộ thì phải chấp nhận thôi. À, bà ra đây từ lúc mà 7 giờ sáng vì lý do là bà là người Việt Nam cho nên là cổ động viên cho đội bóng nữ Việt Nam mình luôn luôn chiến thắng. Từ sáng nay chúng tôi là cứ thay phiên nhau, cứ là mỗi người 5-7 tiếng ngồi, sau đó lại chuyển người khác để thay cho giữ được, làm sao là cố gắng giữ được một tấm vé để vào vòng chung kết. Như này là quá là sôi động. Trận trước đi 2 giờ đêm mà còn sau 100 người. Và trận này chắc là đi từ giờ mà đã ra đến đường nông nghiệp rồi. Chắc là không có thể có cơ hội vào xem được. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.